thì hôm nay con 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 làm một cái clip ngắn quay cái cây bầu rượu bầu rượu semi với cô chú. Cái này nó là đột biến semi là nó đột biến nó đột biến chưa hết á, còn cây pha là đột biến hết rồi. Cô chú thấy hoa nó trắng hết nhưng mà nó vẫn còn một chấm ở trên này. Đó, nó vẫn còn một chấm này. Mà cái này nha cô chú. Nó mới nở ra thì nó vậy cũng giống như một số cái năm cánh trắng á, mới nở ra thì nó ám nhưng mà nếu mà cô chú để khoảng bốn năm ngày á để khoảng 4 5 ngày thì nó hết ám luôn. Thì cái bộ rượu này nó nó không vậy, nó mới nở ra thì nó có thể là nó còn một tí vậy Nhưng mà năm ngoái cái cây này năm ngoái nó nở ra sau khi nó nó nó, nó 4 5 ngày sau, 5 6 ngày sau á thì cái cái, cái 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 chấm này nó biến mất luôn cô chú, nó là nó trắng hết luôn, nó không còn semi nữa. Nhưng mà thực chất lúc nó mới nở ra thì nó vẫn là semi. Giờ đây mấy cũ con cũng được có mấy cũ làm giống đây thôi ạ. À cô chú thấy không cái cái cũ này nè cái cũ này nó có một tí xíu cái ngón tay cái con nè là nó nhỏ hơn cái size mà cô chú đợt trước cô chú anh chị đợt trước lấy của con là cái size nhỏ cái cây mà củ nhỏ nhỏ là nhỏ hơn rất là nhiều luôn nó chỉ lớn hơn ngón tay cái của con một xíu thôi mà nó vẫn có hoa đây ạ à. nó vẫn lên ngồng hoa đây nè như cô chú thấy là cái củ này là năm ngoái nó là một một củ mẹ xong rồi trong năm nó đẻ hai củ con và hai củ con nó lên được hai cái ngồng hoa đi luôn cứ mỗi củ con là có mỗi một, một ngồng hoa còn cái này thì, thì không hiểu vì lý do gì mà cũng hẹn nó to như thế này mà củ con nó tí xíu này củ này thì không có hoa nổi rồi bầu rượu này là bầu rượu rừng của chú rừng semi còn à, có một cái loại bầu rượu mà nó rừng nữa nhưng mà nó cũng đỏ hết hết luôn mà không đỏ bằng hàng của đài đâu ạ à nó cũng chỉ là màu hơi đỏ hơi đỏ như kiểu là cái hoa giả dạ hạt hoa hồng đỏ vậy á còn con có một cây bụi cây bồ rượu trắng va nữa nhưng mà bụi đó năm nay yếu lắm cũng nhỏ xíu không biết có ra hoa nổi không nếu mà nguyên chậu thì nhìn nó như thế này, nhìn nó hay lắm, để qua đây cho dễ tái, là cũ nó lên, nó cũ nó chỉ có cũ và nó lên nó có ngồng hoa ở trên. Đây là một cái nét đẹp rất là độc đáo của cái, cái hoa địa lan bầu rượu này của Cái loại bồ rượu này á cô chú Khi nó ra hoa ở đây nha Cái hoa đầu tiên nó ra ở đây Xong rồi cái đầu nó vẫn ra hoa tiếp Rồi cái khoảng uh, Tuần Hơn tuần là cái này nó tàn Và nó tàn dần tàn dần lên Còn ở trên cái đỉnh này nó cứ ra dần ra dần ra dần Một cái ngồng hoa này mình có thể chơi được cả tháng luôn á Mình chơi khi nào mình chán mình cắt thôi chứ Thực sự cái này nở rất là bền luôn Hoa nó cũng không nhỏ ạ à. Nó cũng không đến nỗi nhỏ đâu đó đó, đó, là, đó là đây là cái cây rụ semi mở nó đã nở rồi thì con quay lên cho cô chú cùng ngắm đã rồi con xin chào cô chú ạ